Vừa qua, Phòng Cảnh sát Ma túy Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ Trương Minh Thấy, 56 tuổi, ngụ tại thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, số lượng lớn ma túy đá, thuốc lắc và súng đạn đã được thu giữ tại một ngôi nhà của Thấy. Theo cơ quan công an, sau thời gian theo dõi, các trinh sát phát hiện Thấy đưa số lượng lớn ma túy từ Nghệ An vào Bình Dương rồi chia nhỏ để bán cho các con nghiện. Đến ngày 16 tháng 9, các trinh sát bất ngờ ập vào một ngôi nhà nằm tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dị An bắt giữ Thấy. Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện thu giữ 8 túi ni lông có chứa ma túy đá, 100 viên nén thuốc lắc, một khẩu súng đạn quay và 20 viên đạn bằng đồng có đầu chì. Tổng số ma túy thu giữ của Thấy là 1,6 kg và 100 viên thuốc lắc. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ Thấy để tiếp tục điều tra làm rõ đường dây mua bán trái phép chất ma túy.